Tiên tri tiết lộ chính xác 100% người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đổi vận giàu sang, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, phú quý bình an, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý tín chủ tuổi Quý Hợi thân mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là, trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học, số có đức độ ắt thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu thành tốt, thu hái lộc lá về đầy nhà, ấy là do đức năng của người đó. Mới đây nhất, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong vận trình của mình từ trước đó, nhưng bước sang năm Giáp Thìn 2024, sẽ xoay chuyển vận mệnh, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, mà giàu sang phú quý hơn người, tiền bạc ùn ùn kéo đến, trả sạch nợ nần, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình trong năm Giáp Thìn 2024 của quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Quý Hợi là 42 tuổi âm lịch, 41 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, xem tử vi nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 năm 2024 cho hay, thiên can của người tuổi này là quý thuộc hành thủy, gặp năm 2024 có thiên can thuộc giáp là hành mộc, chủ về quan hệ bình hòa. Năm này quý anh mưu cầu dự định công việc thì khó được kết quả như ý muốn. Về tài chính thì bình thường, tiền bạc mặc dù kiếm ra được nhưng không chủ về hanh thông. Ngoài ra cẩn thận có thể sức khỏe trong năm không được thuận lợi, dễ bị bệnh tật hoặc bị ốm đau, có thể phải điều trị trong thời gian lâu dài. Xét về địa chi, quý anh tuổi Quý Hợi có địa chi là Hợi, gặp năm Giáp Thìn có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Trong năm này quý anh tuổi Quý Hợi về công việc tiến hành ổn, cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ngoài ra khi xét ngũ hành thổ của địa chi Thìn gặp ngũ hành thủy địa chi Hợi là tương khắc, vì thế sức khỏe của người thân trong nhà không được tốt và có thể có chuyện phiền muộn đưa tới. Xét về ngũ hành, luận giải tử vi tuổi Quý Hợi nam mạng 2024, ngũ hành bản mệnh là thủy, gặp ngũ hành hỏa của năm 2024 Giáp Thìn là khắc xuất, xấu. Trong năm Giáp Thìn, quý anh tuổi Quý Hợi chủ về mọi việc có những hao tổn. Bản thân chú ý nhiều sức khỏe, bởi đây là năm sức khỏe của quý anh không tốt. Công việc tiến hành nảy sinh trở ngại. Tuy nhiên, trong năm này lại được vận quý nhân giúp đỡ và có một số thành công. Trong năm chú ý nhất vào tháng 5 âm lịch, đây là tháng hỏa vượng, khiến cho người hành thủy phải đối mặt với không ít khó khăn. Xét về cung phi, theo tử vi nam mạng 1983 năm 2024, cung phi tuổi này cấn ngũ hành thuộc thổ, gặp năm cung phi chấn ngũ hành thuộc mộc là chủ về lục sát, xấu. Đây là một năm đối với người cung cấn không được thuận lợi trong nhiều phương diện. Có thể vướng vào chuyện kiện tụng, thị phi, công việc dễ không thuận ý muốn, gia đạo tình cảm không tốt. Xét quan hệ về ngũ hành của cung phi giữa năm và tuổi là tương khắc, vì thế bản thân công việc trong năm phải suy nghĩ nhiều, tiền bạc cũng không được thuận. Xét về tứ trụ, thiên tuyệt, địa hòa, việc chú ý đến công việc trong nhà là điều cần thiết trong năm nay vì nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm và sự hòa hợp trong gia đình. Trong khi đó, về học hành của bản thân, năm nay khá tốt với nhiều cơ hội mở rộng kiến thức và tin vui đến. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy, trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Quý Hợi, có vận trình hung cát ẩn tàng, cứ nghiêm túc cố gắng sẽ cho thu về thành quả. Công danh sự nghiệp chủ về ổn định sẽ tốt hơn. Tuy có thể vẫn gặp chút trở ngại nhất định do hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh, nhưng nhìn chung có cố gắng, chăm chỉ, ắt sẽ thu về thành quả như mong đợi. Tài lộc hưng vượng,
tiền bạc thu vào đều đặn, cần cân đối thu chi để duy trì tài khí và đừng quên tích lũy cho tương lai. Năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn tinh chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, nam nhân quan trường bất lợi. Quý Anh trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, làm cho tâm lý của quý Anh thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Vận niên năm 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm này gặp vận niên Hầu Thực Quả. Hầu Thực Quả, tức khi ăn trái cây là năm rất tốt. Gặp vận niên, ý nghĩa là quý Anh tuổi Quý Hợi sẽ có được một năm no đủ, làm việc gì, dù to, dù nhỏ, đều có lợi nhiều. Mua bán đắt hàng, làm ruộng thì bội thu, là năm vận đỏ. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì vận trình tổng thể của quý Anh tuổi Quý Hợi vẫn khá tốt, đặc biệt trong sự nghiệp có thể phát triển theo kế hoạch của bản thân, sự nghiệp phát đạt, suôn sẻ. Năm nay, cung mệnh của quý Anh có cơ hội thành công và đạt được danh vọng, đồng thời được của cải, tài lộc. Quý Anh Quý Hợi có trí tuệ, cảm xúc cao, vẫn sẽ chinh phục được người khác bằng sự quyến rũ của riêng mình. Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 42 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 3 của vận trình đời người, tứ thập nhi bất hoặc. Từ 40 tuổi trở đi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ, bất hoặc. Từ 40 tuổi trở đi là độ tuổi dùng điều bất biến để ứng vạn biến, là độ tuổi có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, cũng là độ tuổi trưởng thành. Bất hoặc tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới, trong tâm cần có một sức mạnh điềm nhiên khi ứng phó với thế giới bên ngoài. Hiểu thấu bản thân mình chính là khiến nội tâm mình dần dần trở nên lớn mạnh trong quá trình tôi luyện, biến những thứ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong. Người từ 40 tuổi trở đi là người có độ tuổi thực tế nhất, không nên phạm quá nhiều sai lầm và đi đường vòng. Hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Đặc điểm lớn nhất của người từ 40 tuổi trở đi là hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình. Họ phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ và chịu trách nhiệm dưỡng dục con cái. Từ 40 tuổi trở đi là thời kỳ huy hoàng trong đời người, cũng là thời kỳ có cống hiến lớn nhất cho gia đình và xã hội. Xét về phương diện sự nghiệp, cho quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Thành công trong sự nghiệp của quý Anh phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của chính bản thân. Quý Anh có vận quý nhân giúp sức, người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên cất nhắc, đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, quý Anh nên chủ động nắm bắt. Trong năm này, nếu quý Anh muốn tạo nên bước đột phá thành công trong sự nghiệp thì phải làm việc chăm chỉ hơn, quyết tâm, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa. Quý Anh tuổi Quý Hợi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc khi làm việc. Dù có khó khăn gian khổ cũng không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ quyết chí hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, quý Anh trong năm này đôi khi cũng tỏ ra bảo thủ, ít khi tiếp thu ý kiến của người khác, quý Anh cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã nơi công sở. Nên kiềm chế tính cách nóng nảy để tránh gây ra tranh cãi, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp do tác động của hung tinh sao Vân Hớn gây ra. Khi có bất đồng ý kiến xảy ra, tốt nhất quý Anh nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, không gây tổn thương đến hòa khí. Nếu học được cách kiềm chế được bản tính nóng nảy, chân thành lắng nghe góp ý của mọi người, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng hơn. Với các tinh Thanh Long và Thiên Phúc trợ mệnh, người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều, trong năm vẫn có điểm hiềm khích, thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, quý Anh tuổi Quý Hợi nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.
Ngoài ra, các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho quý anh nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo để thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình tốt hơn. Xét về phương diện tài lộc, cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý anh tuổi Quý Hợi, về vận trình tài lộc rất tốt, mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về được lợi nhuận. Năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, quý anh tuổi Quý Hợi cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của quý anh nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Quý anh có một năm tài lộc hưng vượng, có quý nhân giúp đỡ nên không cần phải lo lắng nhiều. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý anh tuổi Quý Hợi có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho quý anh tích lũy được về tiền bạc, của cải khá ưng ý. Tuy nhiên, quý anh tuổi Quý Hợi trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ mất cả chì lẫn chài. Xét về phương diện tình cảm, cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Quý Hợi có thể gặp chút trở ngại. Các cặp vợ chồng nên chú ý hơn đến những chuyển biến trong mối quan hệ tình cảm gia đình, khó tránh mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, sự chung thủy trong tình yêu rất quan trọng, nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Quý anh cần phải trưởng thành hơn, phải tỉnh táo, cố gắng thấu hiểu, tin tưởng đối phương, thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, dù có bận rộn với công việc, thì quý anh vẫn nên dành thời gian tâm sự với những người thân trong gia đình. Nhờ đó, bầu không khí trong nhà sẽ càng thêm đầm ấm, hòa thuận. Đối với những quý anh đang còn độc thân, đã đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình, quý anh luôn có nhiều người khác giới vây quanh. Điều này sẽ giúp cho quý anh làm quen được với nhiều người khác giới, có thể tìm được người ưng ý, tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Trong năm có hỷ tín, thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới, sinh con năm 2024 là điểm cát lợi. Xét về phương diện sức khỏe, cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Quý Hợi có vận trình sức khỏe tương đối tốt, bản thân ít gặp phải những rắc rối như bệnh tật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra cảm lạnh, viêm nhiễm do khả năng miễn dịch kém, nhưng sẽ sớm được giải quyết. Quý anh nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh tức giận quá mức. Luôn giữ cho tâm hồn bình thản, an nhiên sẽ giúp cho quý anh có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Năng lượng tích cực cũng sẽ giúp cho quý anh có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, sức sống dồi dào, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc trong năm. Năm này, dù sức khỏe của quý anh tuổi Quý Hợi trong năm tương đối lạc quan, nhưng cũng cần phải đặc biệt chú ý, không nên chủ quan, khinh suất. Sự tác động của hạn thiên la cũng có thể làm cho quý anh mắc các căn bệnh kỳ quái, khó chữa. Vì vậy quý anh tuổi Quý Hợi cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý anh tuổi Quý Hợi xuất hành hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, thứ 7, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch,
là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý Anh tuổi Quý Hợi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý Anh tuổi Quý Hợi xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý Anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý Anh, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Quý Hợi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý Anh nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Tân Mão, sinh năm 2011, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Mão, sinh năm 2023, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 2018, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi phạm Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, năm này là năm Thìn cho nên quý Anh sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi phạm Kim Lâu Tử. Năm này quý Anh mua nhà, làm nhà hay sửa nhà sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái của mình. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, là 42 tuổi âm lịch, phạm Hoang Ốc, lục Hoang Ốc. Năm này quý Anh không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp khó thành, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Thái Tuế năm 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi không phạm hạn Thái Tuế. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Quý Hợi 1983 năm Giáp Thìn 2024 là trạch quỷ. Trạch quỷ là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy gia chủ 1983 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý Anh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983,
cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên la đối với quý anh tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu. Tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với quý anh tuổi Quý Hợi 1983 trong năm Giáp Thìn 2024. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, các quý anh tuổi Quý Hợi cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý anh tuổi Quý Hợi, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao vân hớn chiếu mệnh. Sự tác động của sao vân hớn đối với quý anh tuổi Quý Hợi trong năm 2024. Sao vân hớn hay vân hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm, nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao vân hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao vân hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao vân hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Quý anh tuổi Quý Hợi bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý anh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của Tết Nguyên Đán. Quý anh có được sự nhiệt huyết và gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán.
nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Quý Anh tuổi Quý Hợi gặp được cục diện dần hợi hợp nhật nguyệt, vận quý nhân trợ mệnh, giúp cho Quý Anh công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh, sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều cát lợi. Vận trình tình cảm cũng rất lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít hơn. Trong tháng này các cặp vợ chồng cần lưu ý một chút, không nên hành sự phóng túng, tổn hao tinh lực. Mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao. Nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 2 âm lịch, đối với Quý Anh tuổi Quý Hợi, về phương diện sự nghiệp và tài lộc cũng khá khả quan, hầu hết tình trạng công việc của Quý Anh vẫn được ổn định. Quý Anh đang có được sự thúc đẩy của các cát tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có cơ may, trúng số, trúng thưởng, nhận được những phần quà ý nghĩa trong tháng này. Nhưng, vận trình tình cảm của Quý Anh lại có sự sa sút do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số người xa vợ lâu ngày, hay phải công tác xa, có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, có thể vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng mới vận khí suy giảm, Quý Anh Quý Hợi về phương diện sức khỏe không tốt, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây hại cho sức khỏe của Quý Anh. Tháng này Quý Anh cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh dây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là cả cấp trên, gây cản trở con đường sự nghiệp của mình. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể bị sa sút trong vận may của mình. Quý Anh nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại để làm giảm nguy cơ thất thoát về tài lộc. Về phương diện tình cảm không tốt lắm, Quý Anh tuổi Quý Hợi, hãy cố gắng giữ mình, đừng để rơi vào lưới tình tay ba hoặc chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 4 âm lịch, Quý Anh tuổi Quý Hợi gặp hung tinh quấy rầy, sự nghiệp không tốt, tài lộc dễ hao, trạng thái tinh thần tiêu cực, công việc nhiều thử thách, có nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Cục diện tương xung gây hại, Quý Anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý Anh nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình thì sẽ đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái thành quả. Trong tháng này những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, Quý Anh không nên tham gia, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, tiền bạc bốc hơi. Ngoài ra, Quý Anh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc thì sẽ có được một tháng trôi qua bình ổn. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 5 âm lịch, Quý Anh tuổi Quý Hợi có vận trình tương đối ì ạch. Trong tháng một số người sẽ gặp phải tiểu nhân quấy phá, rồi tự mình gây ra tai họa. Quý Anh nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc cũng dậm chân tại chỗ. Về phương diện tình cảm, tháng này nhân duyên kém sắc, nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hay là mâu thuẫn trong gia đình. Trong tháng có ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 6 âm lịch, Quý Anh tuổi Quý Hợi đang gặp được ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Quý Anh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối vận trình công danh, sự nghiệp, được thuận lợi. Trong tháng này, Quý Anh cũng có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nhờ có các cát tinh thanh long và thiên phúc trợ mệnh. Quý Anh cũng nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để thúc đẩy con đường quan lộc và sự nghiệp được tăng tiến nhanh hơn. Những người làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư, công việc diễn ra thuận lợi, giúp cho Quý Anh thu được không ít lợi nhuận. Trong tháng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, Quý Anh nên tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt, giúp gia tăng tài lộc của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 7 âm lịch,
quý anh tuổi Quý Hợi cần phải chú ý tới nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi giục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng này để tránh chuyện bé xé ra to. Hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi trong tháng này có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do hung tinh thiên nguyệt tác động, sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật sẽ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi Quý Hợi, về phương diện công việc đã đi vào guồng quay ổn định, có dấu hiệu khởi sắc và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý anh tuổi Quý Hợi cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo hơn. Trong tháng có sao Thiên Đức là cát tinh trợ mệnh, cơ hội việc làm cho quý anh sẽ được nâng cao, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, sẽ có một tháng bận rộn, quý anh cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế, gia tăng tài lộc cho mình hơn nữa. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Sang tháng 9 âm lịch, quý anh tuổi Quý Hợi phải đối diện với khá nhiều áp lực. Nhưng xét trên phương diện tích cực, quý anh sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Người làm đầu tư có thể tìm ra những quyết sách đúng đắn, đem lại những khoản tiền lãi triển vọng. Ngoài ra gặp hạn thiên la quấy phái, nó cũng mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng và bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu, gây cản trở. Về phương diện tình cảm, đặc biệt là trong gia đình, quý anh dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Quý anh tuổi Quý Hợi, trong tháng này, đang có những chuyển biến tích cực về vận trình của mình. Sự nghiệp, công việc sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù quý anh cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh, áp lực gia tăng, nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn. Quý anh tuổi Quý Hợi cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Về tình cảm với sự phù hộ của các cát tinh Thiên Hỷ, Hồng Loan, một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái. Quý anh sẽ được tỏa sáng và có nhiều cơ hội để làm quen với những người khác giới, cơ hội thoát cảnh độc thân cũng khá cao. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 11 âm lịch, quý anh có một tháng tương đối bận rộn, phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn. Quý anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Tháng này may mắn quý anh tuổi Quý Hợi lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn xảy ra. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Về sức khỏe cơ bản ổn định, quý anh cần chú ý là đi lại cẩn thận, tránh gặp tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, dù quý anh tuổi Quý Hợi gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực. Quý anh ít bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhưng lại vẫn có được các tinh trợ mệnh, vận trình có nhiều thay đổi tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, quý anh tuổi Quý Hợi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng, các khoản thu tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm, có nhiều khoản phát sinh cần phải chi tiêu trong dịp Tết. Quý anh cũng nên lập kế hoạch trong việc chi tiêu của gia đình để tránh bị tổn hao về tài lộc không đáng có. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng,
trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.